tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Hà Nội. Alo, chào chào chương trình ạ. Vâng, chào bạn. À, anh ơi, cho em hỏi là em bây giờ em muốn làm thủ tục ly hôn thì có lâu không ạ? Vì em lấy chồng được từ năm 2007, em mới được hai đứa con rồi, nhưng mà chồng em thường là uống rượu xong rồi đánh đập em đấy. Ừ. Bây giờ em muốn làm đơn xin ly hôn nhưng mà anh ấy lại không muốn, thì bây giờ em phải làm như thế nào ạ? Bạn đã tham khảo ý kiến của các luật sư chưa? Chưa. Thế à? Không, giáo dục đào tạo được cái đối tượng nghiện rượu thế à? Đánh em nó thường thì em cũng bảo lên ngoại hai lần rồi, nhưng mà cũng lên chỗ xin lỗi vậy, bảo là bảo em tha thứ đấy, nhưng mà cũng nhiều lần rồi, nhưng mà em cũng về sống, nhưng mà không, bây giờ em không chịu nổi nữa. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 27 tuổi ạ. Thế còn anh ý? Chồng em 31 tuổi ạ. Công việc của hai vợ chồng sẽ làm sao? Nhà em ở quê, anh chỉ làm ruộng thôi ạ. Anh Linh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Chào em. Vâng, chào bác sĩ ạ. Hãy còn rất là trẻ nhờ, 27 tuổi, hai đứa con rồi đúng không? Vâng ạ. Lấy chồng năm 2007. 2007 ạ. Ừ, là 10 năm nay rồi. Bây giờ cháu đi làm, cháu không muốn về nhà đâu. Đi làm cái gì thì có về nhà thì có con thì còn vui, còn về nhà thì gặp chồng thì không có một tình cảm gì nữa. Bởi vì rồi. Nào đánh nó lại chửi. Hai vợ chồng là riêng hay có ông bà nội cùng không? Ở riêng hả? Vâng ạ. Ừ. Thật ra thế này, không ai bắt ai là đã lấy chồng rồi bị tra tấn cực khổ rồi bất hạnh mà vẫn cứ phải nghiến răng chịu đựng. Mỗi người hãy tự biết giải cứu, giải thoát và tự lo cho cuộc sống của mình. Nếu vợ chồng thương yêu, chia sẻ, cùng nhau gánh vác, tạo dựng cuộc sống hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái tốt thì đấy là điều tốt. Và thời gian đã tương đối là dài, và mình cũng đã đến tình trạng là bây giờ còn sợ gặp chồng thì, và mình cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn, thì đấy là quyền lựa chọn, mình hoàn toàn có thể được. Cái điều thứ hai muốn nói rằng là cũng không nhất thiết trong đơn ly hôn phải có hai chữ ký. Vâng. Ừ, trước đây trong cái luật hôn nhân gia đình cũ lâu lắm rồi thì người ta yêu cầu là vợ chồng phải yếu tố thuận tình ly hôn, tức là đã thuận tình là cái trong cái đơn phải có hai cái chữ ký thì tòa mới giải quyết. Tuy nhiên thì do tình hình xã hội nó phức tạp, nạn bạo lực gia đình nó gia tăng, rất nhiều người đàn ông hành hạ người vợ của mình, nhưng mà khi mà bảo là ly hôn thì anh ta kiên quyết không chịu. Nếu thật sự suy nghĩ đã kỹ và nghĩ đến chuyện ly hôn và cho rằng đó là cái giải pháp tốt, trước hết là để bảo toàn tính mạng sức khỏe cho bản thân, đồng thời mình cũng còn rất là trẻ, mình có thể còn làm còn ăn, làm chỗ dựa cho con sau này, đồng thời có thể làm lại cuộc đời, thì cứ mạnh dạn viết đơn ly hôn. Đơn ly hôn không yêu cầu hai chữ ký. Tất nhiên mình cũng nên tham khảo ý kiến của những người thân ở trong gia đình, nhưng mình vẫn là quyết định là chính nhá. Bởi vì thường người trong gọi là ở trong chăn mới biết chăn có giận, mình mới biết nó khổ cực thế nào. Chứ có khi tâm sự với bà chị hay là ông anh, thôi thì cô chú đã lấy nhau gần 10 năm, thôi thì đã có hai đứa con thì cố gắng nghiến răng mà chịu. Tức là người ta cứ nghĩ rằng chắc là lâu lâu vợ chồng người có xô xát tí tí, hay là ông ấy nóng tính con bà ta một tí. Bên nhà chồng cháu các anh chị cũng bảo là thôi mày bỏ những thứ mà sống nó thì nó chết, mà chuyện thân. Thông thường thì những người thân trong gia đình người ta vun vén, vào đây người ta cũng nhìn thấy cái cảnh như thế rồi. Thế thì cứ mạnh dạn viết đơn, và viết đơn xong rồi thì gửi lên trên tòa án mình ở huyện đúng không? Vâng. Ừ, gửi lên tòa án nhân dân huyện là nơi mà nhà mình sinh sống nhá. Thế còn cái việc mà họ ấy lại chuyển cái hồ sơ ấy rồi về địa phương để xác minh, để xem tình cảnh mâu thuẫn của vợ chồng đến mức độ nào rồi sau đấy thì họ sẽ mời hai vợ chồng lên gặp để làm cái thủ tục hòa giải theo đúng cái quy trình nữa mà, thì mình cứ thế mình làm thôi, không lâu đâu nhá. Lưu ý là làm rồi thì trong lúc làm mình cũng phải nghĩ đến chuyện là chắc chắn sẽ phải có chia của cải và con cái, thì cũng xác định đi. Đứa nhỏ thì nó còn rất là nhỏ thì chắc là phải theo mẹ rồi. Anh em nhà nó sẽ phải mỗi đứa ở với một người, trừ trường hợp là mình chứng minh được rằng là bố nó không đủ năng lực hành vi để mà làm cha, nhưng cái đấy thì khó, chắc là ông say rượu bây giờ thì cũng nhiều ông mà. Thế thì mình sẽ là phải chấp nhận cái cảnh mà đứa theo bố, đứa theo mẹ.
Nhưng mà rồi các cháu thì lớn dần lên, nếu mình có tâm hay có lòng quan tâm đến con thì thật ra ở trong làng gần với nhau mình vẫn quan tâm được đến con đấy mà nhá. Ừ, thế thì cố gắng được hết sức là cái tốt, còn nếu không thì giải thoát cho bản thân cũng là một cái hướng khôn ngoan. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Vâng, chào chương trình ạ.